Hello mọi người, mình là kỹ sư hẻm đây. Hôm bữa là mình đã làm clip mà cách tăng sên cho cái dòng xe nhỏ như là Suzuki, Satria hay là Raider. Còn hôm nay mình sẽ chỉ luôn cái cách mà bạn có thể tự tháo mâm của mình ra khỏi xe tại nhà. Nhưng mà cái quan trọng á không phải là chuyện tháo ai cũng làm được ha, có nhiều ốc rút ra thôi. Nhưng mà cái phần khó nhất á chính là phần ráp, tôi hứa với bạn luôn á. 99% người mà chưa bao giờ đụng vô chiếc xe này thì hoặc là toàn bộ mọi loại xe thì tháo ra thì đơn giản, nhưng mà ráp vô thì quên mất cách ráp. Ráp vô nó rất là khó, thì khi tháo ra mọi thứ nó rớt và chỉ dựng ra thôi, nhưng mà vô nó sẽ có nguyên tắc của nó. Thì đầu tiên là mình phải chuẩn bị dụng cụ ha. Thì lần trước mình đã nói rồi, thì con Raider này nếu mà muốn mà sử dụng mà để bộ đồ nghề cơ bản của nó mà sử dụng mọi thứ cho phía đằng sau thì sẽ là khóa 12, 14 và 17. Đấy, thì tôi sẽ giữ con khóa 12 bên đây để giữ cây cốt cho nó không xoay, để mà cho nó chuyện nó có lực hơn và nó dễ sử dụng hơn. Thì tôi sẽ ngồi thoải mái như thế này. Nếu bạn ở nhà, bạn sẽ lấy một cái miếng gì đó lót để mà cho mọi thứ nó thoải mái. Tôi thích ngồi dưới đất tôi làm hơn. Rồi 2, 3 mình bắt đầu mở. Rồi thì chuyện đầu tiên á, nó sẽ là mở xả thẳng con tán ra luôn. Đấy, thì giống như là bên đây là cái đầu cây cốt bánh, thì bên kia nó sẽ có con tán với lông đờn. Đây thì cái chuyện này nói chung là ai cũng sẽ biết hết đó. Tháo con tán lông đờn thì mình sẽ có cái khăn này để mình xếp ốc vô và để mình chùi tay khi mà nó dơ. Rồi cái chuyện kế tiếp đó chính là rút cây cốt ra. Thường có một số loại xe á, nó sẽ hơi bóp cây cốt, nên mình sẽ sử dụng một số thứ, chẳng hạn như là cây thước vít để mình hơi gõ nhẹ. Camera có thể quay qua đây nè để chỉ cho mọi người ha. Thì mình sẽ sử dụng cái thước vít nhỏ thôi, để mình chấn vô ngay giữa cây cốt để mình gõ hơi nhẹ nó qua cho nó dễ qua. Nếu mà nó hơi kẹt đó, mình chỉ gõ nhẹ thôi. Nếu mà nó hơi kẹt đó, thì bạn chú ý ha, cái kỹ thuật mà quan trọng đó chính là hai cái chân này đó. Hai cái chân tôi phải lót với cái bánh để tôi giữ cho là mọi thứ nó đang ổn định. Sau đó tôi rút nó ra, rút thì có ra ha, mọi thứ cũng đang ok. Thì cái điều cơ bản đầu tiên đó là muốn rút cái bánh xe ra thì phải đẩy cái bánh xe vào. Nhiều người sẽ rất thắc mắc đó là vì sao, nếu bạn cứ rút ra thì dây sên nó dính vậy sao rút. Nên tôi sẽ đẩy cái xe vô đó, đẩy cái bánh xe vô bên trong nữa là nó hết xài được đó. Rồi mọi người qua đây ha, chúng ta sẽ đi qua đây để mà xem. Thì sau khi mà tôi xong, tôi đẩy cái bánh xe vô, sợi sơn nó sẽ trùng. Và với những sợi sơn mà đã vệ sinh sạch sẽ như sên vàng như thế này, thì khi bạn tháo sên ra, bạn còn xả xuống dưới đất á, nó dơ hầy à, nó dính, tại vì mới xịt sơn mà. Vì thế nên tôi sẽ sử dụng một cái miếng gọi là miếng bìa cạc tông. Thì khi mà bạn đẩy vô rồi, sên nó trùng rồi ha, bạn cầm cái dây sên bạn kéo nó ra là nó lỏng le. Sau đó tạm thời bạn giữ nhẹ một tay ở đây, bạn bắt đầu bạn rút ra đó, rút cái mâm ra, thấy không, rất là nhẹ nhàng. Cục canh thì không sao, nó rớt xuống thì không sao hết. Đây sợi sên sau khi bạn làm xong, tôi thả nó xuống rồi. Không em ơi, bên anh nghỉ rồi. Ừ. Đấy thì tới giờ phút này là hiện giờ đang là 6 giờ hơn, vẫn có khách yêu dấu muốn qua để mà mình làm xe, nhưng mà cái xe hãng thì giờ đang bận rồi. Đó thì sau khi mình rút ra thì tự động là con heo nó sẽ rớt xuống dưới. Và cái bánh này khi mà đi ra thì thường á, nhiều người sẽ để nó nằm xuống, nhưng mà với tôi sẽ kiếm cái mặt bằng đứng ở đó, tôi để nó đứng vô. Rồi sau khi nó đứng vô thì bắt đầu tôi sẽ xử lý. Thì chẳng hạn như với xe mà rửa xe vệ sinh heo á thì tôi sẽ xử lý heo, còn với xe mà xử lý thay đĩa rang đĩa thắng thì mình cũng sẽ kiếm cái miếng bìa cạc tông để mình để nhẹ nhàng nó xuống, chứ không là đĩa rang đĩa thắng nó sẽ méo. Rồi bây giờ coi như là mình đã tháo xe xong đi, thì làm cái gì đó như là vá bánh hay là gì đó đi. Thì bây giờ cái quan trọng là lúc mà ráp vô nè, cái ráp vô nó sẽ phức tạp hơn. Với những cái dòng xe á, mà cái con heo á nó dính liền với cái bánh như thế này, có nghĩa là bắt buộc là bạn phải để chung một bộ mà chui vô á, thì nó sẽ phức tạp hơn là những loại mà cái bát mà có bắt con heo rời, nghĩa là mình tháo con heo trước nó còn cái bát thôi, thì nó sẽ đơn giản hơn. Nghĩa là mình lắp cái bát không, sau đó mình mới chọt cái đĩa thắng, chọt con heo vô đĩa thắng ở đây. Còn này mình phải vừa canh bát mà vừa làm sao đút cái đĩa thắng cho nó chui vô được cái khe. Đó cũng là một cái kỹ thuật mà không có đơn giản, nhưng mà với mọi kỹ thuật á
thì cái điều tối ưu quan trọng nhất đó chính là bạn phải thoải mái và bình tĩnh, đừng có gấp gáp. Đây, mới xem này. Ok ha, coi như là mình đã vừa mới vệ sinh đĩa hay mình làm gì đó lại đi. Thì việc đầu tiên là trước khi đút vô á, mình phải đưa mấy cái bộ phận này vào cho nó đúng vị trí. Đó, cho nó đứng gá đó. Bắt đầu xịt sên là đầu tiên, có nhiều bạn sẽ hay quên á, nghĩa là sau khi mình đút bánh vô hết rồi mình sọt cốt qua cái mình nói ôi chết cha, xịt sên nằm đây à, vậy là không được ha. Rồi coi như lại tháo ra lại, thì cái việc cơ bản nhất đầu tiên nó chính là mình cái gì, mình móc xịt sên mình để lên. Đấy, thì thường á là mình sẽ móc xịt sên và mình để trên ngay cái gấp, ngay cái chỗ tăng sên như thế này đó, mình để yên nó nằm đó, hồi nữa mình sẽ cho sên sao vô. Rồi bỏ cục canh vô lại, ấn vào nó giữ trong đây ha. Rồi bên đây thì mình cầm tay con heo, với con heo mình sẽ bắt đầu mình đưa vô bát để camera có thể nào mà chiếu vô được trong cái chỗ cái bát không. Thì mọi người có thể chú ý trên cái gấp nó sẽ có một cái rãnh, cái rãnh này nó là rãnh trượt, cái rãnh nó sẽ chọt ở đây nè đó. Khi mình tăng sên nó sẽ trượt tới hoặc trượt lui, thì cái chuyện mà ráp được vô cái rãnh này và cái đĩa thắng chui vô luôn á thì nó sẽ hơi khó, nhưng đầu tiên mình sẽ làm là cho con heo vô cái rãnh. Rồi đó, mình để gác con heo vậy, một tay mình giữ nhẹ tí xíu thôi. Rồi bên đây mình bắt đầu mình đẩy vô. Cứ bình tĩnh, không gấp gáp gì cả. Đó, khi mình đẩy tới đây rồi á thì cái giữa hai cục canh bánh trái và phải nó sẽ rất là sát với lại cái bát heo và cái bát gấp bên đây, nên bạn phải nhẹ nhàng từ từ. Bây giờ nên thế là tôi ngồi thoải mái, tôi sử dụng một cái chân đây, tôi để trên bên dưới đã chưa gì hết mà nó rớt bớt một cục canh rồi. Đấy, nó cũng hơi phức tạp đấy, nhưng mà làm quen thì nó sẽ dễ hơn. Mình sẽ tựa nó vào một bên gấp, bắt đầu mình lấy cái chân này mình đưa lên ha. Rồi thì mình đưa lên rồi đó, bắt đầu cái đĩa thắng ở trên đây nè đó. Cái khó nhất chính là ở đây, làm sao mà cho đầu tiên là mình sẽ vừa vô cho nó cái cạnh của cái này nó nằm trên cạnh này, sau đó cái bố thắng đang vẫn dướng đúng không, mình sẽ xử lý đó, mình nhét cái mỏ trên nó vô được chút xíu cái đĩa, cái mỏ dưới đây, cục canh dưới đây nó vô được chút xíu cái bát bên đây, thì cái bát nó đã vô được một chút xíu cái gấp đó, mọi thứ thấy dễ dàng chưa. Sau đó tôi bắt đầu tôi đẩy lên, lấy cái chân nè, cái chân là quan trọng á, cái kỹ thuật của cái chân này nó mới là cái phức tạp nè. Đút cái chân vô, đẩy mạnh vô, càng ngày càng đẩy vô đẩy lên đó. Thì khi mà nó đẩy vô bạn cảm thấy là nó hơi vừa lỗ rồi nè, bắt đầu mình sẽ cầm cái cốt. Nhiều người thay mấy cái bánh này vô ra bánh phải cần 2-3 người, nhưng mà càng nhiều người nó càng rối. Thì đầu tiên là mình sẽ đẩy cái này lên, mình nhìn coi nó trùng lỗ chưa đó. Xong bắt đầu mình sẽ cho cái gấp vô. Rồi mình canh đó, mình canh cho nó vô vừa. Thì mình sẽ dùng cái mu bàn tay mình gõ nhẹ vô từ từ, đừng có ai mà gõ gấp quá ha, cứ từ từ, xây tới xây lui từ từ đó. Khi mà bạn cảm thấy nó cứng rồi đó là nó đang hơi kẹt kẹt, mình phải gõ nhẹ cái nữa. Rồi bắt đầu gõ tới khi nào mà nó không dính được nữa thì có nghĩa nó đang dính cái lỗ gấp bên đây. Rồi camera qua đây. Camera qua đây, bắt đầu mình mới nhìn cái lỗ này nè. Đó, mình thấy cái lỗ gấp rồi ha. Đó, có nghĩa là nó đang hơi cao quá nên mình sẽ xích xuống một tí. Rồi mình để sợi dây sên. Đó, cái này cái bát này cho nó hơi. Đó, nhẹ nhàng chưa. Rồi phần này đối với tôi nó cũng sẽ là một phần khó. Đây là lần đầu tiên tôi làm chiếc xe này á, tôi tăng sơn chiếc xe này bởi vì lần đầu tiên tôi được sở hữu nó. Mà các bạn thấy đó, khi mà bạn nắm được cái kỹ thuật cơ bản bất cứ xe nào nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Bắt đầu cái kỹ thuật kế tiếp mà tôi nói bạn nghe là rất là nhiều người sẽ làm, đó chính là vào lại sợi dây sơn. Đa phần tiệm ở ngoài tôi hứa 100% luôn, người ta sẽ làm như thế này. Ok, tôi cầm sợi dây sơn rồi ha, vô cốt bánh rồi ha. Bắt đầu mới để sợi dây sơn lên cái đĩa này, đúng không? À, để sợi dây sên lên cái đĩa này. Rồi bắt đầu cái gì? Từ từ hả? Giờ tí. Đó, người ta sẽ để sợi dây sên lên vậy.
sau khi người ta để sợi dây sên lên vậy đúng không, người ta sẽ dùng tay người ta kéo bóp vào dây sên, rồi hoàn thành, nghe cái sạch. Nhưng mà tôi nói với các bạn nghe, ai mà đang xài đĩa nhôm, đĩa sắt thì thôi còn tầm tạm đi, nó vẫn hư á, nhưng mà nó hư nhẹ hơn. Ai mà bắt đầu xài tới đĩa nhôm á, nhôm nó yếu hơn mà. Có mấy cái nhôm mà cái gì đó mà bạn mà chơi gọi là cái bóc, những mà người mà đĩa nào mà đã giống như là nó hơi mòn rồi đó, là cái khi mà bạn ép cái lực nhà xuống đây nè, nó vừa kéo cái mâm vô, nó vừa cạ với gấp, nó bẻ, nó làm cái lực dặn thì cái đĩa bạn sẽ méo. Khi đó bạn sẽ thấy là cảm giác dây sơn bạn quay nguyên vòng nó tự nhiên đang mềm, cái nó cứng lại, cái nó mềm, có nghĩa là cái đĩa của bạn nó đã dãy rồi. Thì nhiều người sẽ hỏi vậy làm sao vô sơn. Cách đơn giản nhất đó chính là xả cái ốc tăng sơn này đi. Thì cây 12 sẽ là cây xả. Thì bây giờ cái cây xả ốc tăng sơn này á, mà mình xả cây 12 mình dặn thì nó cũng hơi lâu, nói chung dặn thì cũng được á. Thì mình sẽ sử dụng cái đồng này mà mình dễ làm hơn, đó chính là cái đầu điếu 12. Mình sẽ đút vào mình xả thôi, mình dặn cho nó ra hết luôn. Vì sao? Khi mà bạn xả cái tăng sơn ra hết, có nghĩa là cái chỗ bắt bánh của bạn nó chui vô sâu trong đây. Thì chui vô sâu vô có nghĩa là chiều dài dây sên nó sẽ rộng ra để mà nó dễ vô hơn. Đó, tôi xả hết tới đây luôn đi ha, xả nữa đi. Gấp gáp vậy, xe mình mà bên đây cũng vậy. Tôi cũng sẽ xả lúc cán luôn. Xả nhiều thiệt nhiều. Tôi xả mạnh thiệt mạnh luôn, không quan trọng nhá. Miễn là đừng có xả rớt ốc ra thôi, mất công lượm bỏ lại. Rồi, sau khi tôi xả xong hết đúng không? Tôi đập cái bánh vô nè. Chứ tôi không có xoay nha. Rồi mấy bạn xem mà ha. Đấy. Lấy tay để vô hoặc lấy tay để ra thôi nè. Đó. Rồi vì sao tới khâu công đoạn này thì tôi mới xả cái tăng sơn ra? Tại vì để cho các bạn biết như thế nào là bị sai lầm ở cái chuyện vô sơn của tất cả các tiệm ở ngoài. Để mà tránh trường hợp đó nên tôi sẽ làm cái ghi nhớ trước khi mà tôi muốn tháo bánh ra luôn á. Tôi xả lỏng thiệt lỏng dây sơn luôn, tôi xả lúc cán cách chừa khoảng chừng 5 ly phân vậy thôi, xả sẵn hai bên luôn. Thì khi mà tôi tháo ra lẫn tôi vô sơn á, rất là dễ dàng, tôi không cần phải gì mà đan cẩm này nữa. Mọi thứ nó đã dễ sẵn từ đầu rồi. Nhưng mà tôi phải làm như vậy, làm ngược cái quy trình mà tôi hay làm tí xíu để cho các bạn thấy là cái lỗi của các bạn ha. Thì sau khi mà các mình chúng ta đã xả sơn hết rồi á, chúng ta ráp sơn lại bình thường bằng cách là như thế này. Đặt nhẹ cái bánh vô. À, vẫn còn chưa đủ hả? Đẩy cái bánh lên tí là nó lỏng rồi nè. Đó, ha. Cái này là mình không có quay bánh để vô mà mình chỉ việc đơn giản là bỏ dây sên vô thôi. Thì sau khi dây sên vô rồi đúng không? Thì mình lại bắt đầu xử lý lại cái thủ tục tăng sên. Đó. Mình sẽ dặn nó vô. Rồi khi tăng sên dặn vô á thì thường mình sẽ dặn từ từ. Dặn hai bên cho nó đều. Đó, dặn hai bên cho nó đều. Sơn có bằng trùng mà, cứ dặn thôi. Dặn. Mình dặn bên nào trước cũng được, nhưng mà dặn hai bên cho nó đều. Đó. Nó lòi ra như đó, bên đây dặn thêm đi, bên đây dặn yếu hơn nè. Đó. Mỗi lần tôi dặn sơn nó sẽ tăng lên. Tôi lại dặn vào đây tiếp. Vẫn chưa được, dặn nữa. Thì mình lại bắt đầu quay lại cái video hôm bữa đó, chính là đo tăng sơn. Hồi nãy tôi đo coi, trước khi tôi ra thì thường tôi hay đo lại. Hiện giờ nó đang là 22 ly, là đúng chuẩn so với lại trước khi lúc đầu mà tôi tháo ra. Đấy, thì mấy bạn mà muốn mà đơn giản lẹ nhất thì có nghĩa là bạn đo trước cái khoảng mà nó ra bao nhiêu nấc. Đấy, tôi cho bên này vô tí nữa. Còn cách nhìn nữa đó chính là nhìn vạch. Đấy, nó đang ở vạch đầu. Nhưng mà thường tôi xài chi tiết, tôi kiểm tra chính xác hơn thì tôi sẽ xài thước. Tại vì thước thì tôi có thể đo tới hệ mm hoặc là gem. Có khi tôi còn phải lấy thước kẹp điện tử ra để tôi đo nữa. Tôi đo hai bên cho nó bằng nhau. Đó, ổn rồi nè. Rồi lại đút cái thúc vít vô. Thì cái chuyện mà vì sao đút cái thúc vít á, mọi người vui lòng, tôi không nói lại nữa, vui lòng coi lại cái video mà cách tăng sên ha. Cách tăng sên là cách siết cốt bánh hay gì đó thì vui lòng coi lại, tại vì mình nói ra nó dài dòng lắm.
rồi đó. Mà thấy không, sau khi tôi làm xong sợi sơn vẫn sạch, nó rớt xuống miếng giấy sạch, chỉ có dơ tay mình thôi. Tay mình thì nó hơi dơ thôi, không sao, sửa xe nó phải dơ tay, ở nước ngoài nó sẽ đeo găng tay nhưng mà không sao, tôi rửa tay cũng được mà. Rồi thì bạn thấy tôi làm quá đơn giản không? Tôi chỉ cần ở nhà chỉ có dụng cụ là duy nhất là khóa 12, 14, 17 và tôi vít, tôi có thể tháo được cả nguyên cái dàn mâm sao, tháo hết ra và ráp vô lại bình thường. Nhớ nha, điều cơ bản nhất ở cái video này đó chính là cách xài cái chân chịu dưới đỡ. Và cái cách thứ hai nữa, cái thứ hai điều lưu ý đó chính là muốn tháo ra sẽ đẩy vô, tháo sơn để lấy ra. Và cái thứ ba nữa nhớ đó chính là khi mà vô sơn á thì nên xả lỏng con ốc mà tăng sơn để sợi sơn nó giãn ra rồi bỏ sơn vô bình thường. Chứ mà bạn bỏ cái mắt sơn cho mắt là bạn kéo cái phốp. Rồi ok, hứa luôn, ai mà làm mấy cái chuyện đó đó thì về chuẩn bị thay lại cái nhông sinh đẻ đi, có khi nó hư mẹ.